Chiều ngày 28 tháng 1, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hội phối hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng nhà tình thương cho chị Marie, ngụ ấp Búng Lớn, là hộ dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của xã. Căn nhà được cắt có diện tích 71m2 với kết cấu nhà sàn, khung sắt, vết mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây cắt 70 triệu đồng do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Dịp này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công còn trao tặng cho gia đình phần quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt, với mong muốn giúp gia đình có thêm điều kiện cần thiết trong gia đình, cũng như đón một cái Tết ấm áp, sum vầy. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hội còn phối hợp với Mạnh Thường Quân, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 60 phần quà Tết cho trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật của xã. Theo đó, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt, với tổng số tiền trao quà là 30 triệu đồng do Mạnh Thường Quân Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, với mong muốn sẽ mang đến nhiều niềm vui cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật trước thềm đón xuân Giáp Thìn 2024 vui tươi, đầm ấm.